Sau đây là phát tiếp theo. Anh đang tìm thế gọi là 9630. Dạ rồi nhá, đừng quên rơi mấy nhá. 1, 2, đừng run nhá, khán giả đang đông, đừng run nhá. Úi giời ơi, khá tròn. Được. Băng nó phải thế, bây giờ phải tiếp cận mục tiêu. Lùi cày á cái này. Có cá không? Quá. Anh cầm rô đâu, anh đẹp cầm mà. Ui ôi. Ui được con cá giòn bé rồi. Đây được con cá giòn bé nhỏ nhỉ. Không cầm tiêu xô. Con lùi tắt lên trên này đi. Ui, anh đeo lắm. Đây các bạn này, đây có cá giọt bẻ nhá, tôm phi này. Đây này, đây có tôm phi đang cầm tay này, nó chui ra khỏi bên ngoài, khá to à. Rất nhiều. Chạm chạy rồi. Đấy, chuột sạch đấy. Khá nhiều, khá nhiều. Đấy, mấy cái đường. Đấy, bằng bàn tay hắn phóng sinh. Là leo cũng ở cao này. Chạy rồi. Nên ạ. Anh quên mất phòng ngựa đâu ấy. Anh chạy tận ra đầu kia rồi. Vất ở giữa đường. Đây là khách đây. Khách mời này. Đang chuẩn bị mẻ lửa vươn quăng chỗ đấy à. Đây giờ đang chuẩn bị mẻ lửa, mình sẽ lên chỗ cao mình quay xuống cho mọi người xem. Đây, gió này to quá này. Lấu này ngoài ăn đấy.
đâu mà. quay đi, đăng lên YouTube. Đây, anh đang quay chị Tân Tây. Đấy, đang bắt đầu quay, lấy đà, đừng có nhảy xuống nhá. Bình tĩnh thôi, đừng nhảy xuống. Anh kêu nhá. Đừng nhảy. Rồi, khá tròn được. Rồi méo tí, khá tròn tí, nhảy xuống đấy thôi. Giờ sẽ tiến gần hơn. Đến cao thủ quang trài. Chuyên quang hình. Chuyên quang hình bầu dục. Anh chuyên quang hình bầu dục đây. Được khoảng tầm hôm rất nhiều cái nhưng mà mình lấy được mấy con to thôi. Ôi, được con rô phi rồi này. Được con háo ốc mồm này ngoài lên từ bên trên này. Đây, thành quả đây. Kia rồi, anh không xách đi. Anh đi anh xách mà, anh vào để anh xách. Tay anh vẫn anh xách lên mà em. Đấy. Một giọt bẻ, rô phi này. Hai giọt bẻ, hai con giọt bẻ. Mấy con rô phi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 con. 6 con phi. Chưa được con cá chép nào, mặc dù ở đây rất nhiều cá chép nhưng mà cá chép hình như con trai nó không ăn. Cẩn thận đừng bay người anh đấy nhá. Quăng trài thôi chứ đừng có quăng người cũng đấy. Đấy. Anh chuẩn bị nhảy xuống dưới nước này. 2 3. Úi giời ơi, phát này khá tròn. Được. Đúng chỗ cũ rồi. Đấy, đúng chỗ cũ nhưng mà phát này khá tròn. Cái đám gai. Ôi, dạ, úi giời cá kìa. Đấy cá phi lên rồi kìa. Đấy có cá rồi, cha có cá rồi. Có cá rồi. Lần này chắc là đầy một chài luôn. Kia thì thấy một con rồi kìa. Đấy. Kiếm mình đã thấy một con rồi. Kiếm một con rắn ở đây thôi. Nướng luôn. Đây, các bạn thấy chưa? Đấy được một con đầu tiên rồi này. Đấy, úi giời dưới đang chạy rồi. Úi giời. Hai con rồi. Kiểu gì ít nhất cũng phải có hai con cái này rồi. Không đấy. Con rồi, còn chục con. Úi giời ơi. Thế rồi, anh cẩn thận rơi cả người dưới đấy nhá. Úi giời, con này to hơn. Úi giời, úi ôi. Cái gì đây? Nó kéo một cái sáng lên. Úi ôi. Kéo một cái sáng lên. Vừa, úi ơi, dô phi rồi. Ôi, dô phi. Được, vừa quăng được tảng bê tông hóa thạch. Đây là cái nhà trại thứ hai nhá. Đây được một con cá đuối rất to ở đây. Cá đuối bê tông. Đây, mặt. Ý rửa tay chứ bắt đầu lấy cái nước. Đấy. Anh đang mong muốn là giống Tam Mao TV đây mà. Bắt con này con to và quay qua anh điểm nhá. Rồi còn con nhỏ này là thả xuống. Ấy đi ấy. Ủa từ từ. Rất to à. Đây là hai mẻ lưới đã được khá nhiều rồi, những con nhỏ là mình không bắt. Mình bắt ăn những con to thôi. Lớn rồi, người lớn ai ăn con cá nhỏ anh nhỉ? Con mẻ rất nhiều. Quăng được con chép gì nướng ăn rồi. Hả? Anh cũng chả biết là kết quả gì. Đây các bạn này. Được khoảng mười mấy con nhưng mà mình chỉ lấy ba bốn con này thôi. Ba bốn con to rồi, nó to khoảng tầm bàn tay nhá. Đây. Bốn đầu ngón tay. Bàn tay. Ừ, đây, đấy. Trên kia là khán giả kìa. Đang mút kem. Đang khán giả đang ở bên trên. Một cô mút kem, một cô cắn kem. Và một cô liếm kem. Hỏi cô nào đã có chồng. Hát đi anh, hát đi anh. Đây bầu trời đây rất đẹp nhá.
Ui bầu trời đẹp quá. Đây. Nhiều quá phải khênh một gậy các bạn ạ.